Khoảng thời gian gần đây thì những bộ phim Girl Love Thái Lan đang nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Do đó, các nhà làm phim ở đất nước này luôn cố gắng làm ra những tác phẩm chất lượng, sống động để chiều lòng cho người xem. Và sau đây thì hãy cùng Blog Giải Trí điểm danh những bộ phim Girl Love Thái Lan lên sóng trong năm 2023. Hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trong thời gian sắp tới các bạn nhé. 1. Bộ phim Thái Lan GIP The Series. Bộ phim Girl Love đầu tiên trong danh sách này là bộ phim GIP The Series do hai nữ diễn viên là Becky Armstrong và Fran Sarocha thủ vai. Trong bộ phim Thái Lan này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Thái Lan. Bộ phim xoay quanh về nữ sinh viên tên là Mon do Becky Armstrong thủ vai. Mới ra trường vì ngưỡng mộ Sam do Fran Sarocha thủ vai là một chị giám đốc cực ngầu ở công ty mà Mon đã tự xin vào đây để thực tập. Tuy nhiên sau khi có cuộc gặp mặt trực tiếp thì Mon lại cảm thấy vô cùng thất vọng vì hình tượng của Sam hoàn toàn khác hẳn so với những gì truyền thông đã đồn thổi. Mặc dù vậy thì khi càng tiếp xúc, cả hai đã dần có được cảm tình với nhau và mọi chuyện đã dần thay đổi theo thời gian. Và những cử chỉ thân thiết với nhau ở ngoài đời thì cặp đôi Fran và Beck hiện đang là một trong những cặp đôi sở hữu được rất nhiều lượng fan trẻ yêu thích và đáng ngưỡng mộ cặp đôi này. Và điều đáng nói ở đây là cả hai còn đang cùng nhau hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, chứ không chỉ riêng gì đóng phim, lại càng khiến cho các fan càng thêm ủng hộ cho hai cô gái trẻ này. 2. Bộ phim Đam Mỹ Thái Lan, Tình Yêu Của Cô Ấy, Chris Ho Wang, Cao Suparasang. Bộ phim Girl Love tiếp theo trong danh sách lên sóng trong năm 2023 là bộ phim Tình Yêu Của Cô Ấy. Khác hẳn với những bộ phim Đam Mỹ mang hướng phong cách nhẹ nhàng thường thấy, thì bộ phim Đam Mỹ Thái Lan này lại hơi hướng về phong cách drama nhiều hơn. Do hai nữ diễn viên là Cao Suparasang và Chris Ho Wang thủ vai. Bộ phim có nội dung thì nói về cô nàng tên là Sai do Cao Suparasara thủ vai, được ba của Rong do Chris Ho Wang thủ vai nhận làm con nuôi từ khi còn thuở bé. Sau khi ba của cả hai qua đời thì hai chị em chỉ biết sống nương tựa và chăm sóc lẫn nhau. Và bất ngờ thay, tình cảm của người chị là Rong dành cho Sai thì ngày càng một lớn hơn và vượt qua mức giới hạn tình cảm của chị em. Và Sai đã nhận ra được điều bất thường, không muốn cho chị gái có cơ hội kiểm soát mình. Cô thay đổi bản thân mình và trở thành một cô gái nổi loạn hay ăn chơi. Từ đó mà hàng loạt các tình tiết drama bắt đầu kéo đến. Hiện tại thì bộ phim Đam Mỹ này đang đi đến giai đoạn cao trào, kịch tính, cho nên phần đa hầu hết các fan khi xem phim này đều mang đến một cảm giác lo sợ vì không biết rằng cặp đôi Rong và Sai có đến được với nhau ở những tập cuối cùng nữa hay không. Thì các bạn cùng theo dõi tiếp bộ phim này nhé! 3. Bộ phim Đam Mỹ Thái Lan Be My Baby The Series. Trong năm 2023 này thì Be My Baby The Series là bộ phim tiếp theo trong danh sách này. Bộ phim kể về Zhao Jay do Spy Isari thủ vai là một cô nàng thực tập sinh 19 tuổi vừa xin được công việc tại một công ty. Và nữ giám đốc của công ty mà Zhao Jay xin vào có tên là Si Tang do Puifai Naipapron thủ vai, một quý cô 28 tuổi đã trải qua rất nhiều nước mắt, đau thương cho nên tính tình của cô nàng có phần lạnh lùng và gắt gỏng. Nhưng kể từ khi gặp được Zhao Jay, cô gái trẻ tuổi tâm hồn hồn nhiên đã đem lòng yêu, cố gắng chữa lành vết thương lòng cho giám đốc của mình. Hiện nay thì vẫn chưa có thông tin lên sóng chính thức của bộ phim Đam Mỹ Thái Lan này. Tuy nhiên với sự hài hòa và dễ thương của cả hai nữ diễn viên, đó là Puifai Naipapron và Spy Isari đã làm cho Be My Baby trở thành một trong những bộ phim đáng được mong chờ nhất trong năm 2023 này. 4. Bộ phim Đam Mỹ Thái Lan Show Me Love The Series. Bộ phim cuối cùng trong danh sách các bộ phim Girl Love lên sóng năm 2023 là Show Me Love The Series. Đặc biệt có sự tham gia và góp mặt của cặp đôi đình đám là Anfa Waraha và Charlotte Austin. Mặc dù bộ phim được dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 2 trong năm 2023, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có những thông tin chính thức về bộ phim Đam Mỹ này và vẫn đang bỏ ngỏ khi chỉ có duy nhất một đoạn teaser đã được tung ra cách đây chưa được bao lâu. Dù vậy thì Show Me Love The Series hiện đang là một trong những bộ phim Đam Mỹ Thái Lan nhận được sự mong chờ nhất của các fan yêu thích thể loại phim bách hợp. So với các cặp đôi khác ở những bộ phim Thái Lan ở trên thì cặp đôi Infa và Charlotte lại có xuất thân vô cùng đặc biệt khi cả hai đều không phải là diễn viên mà là hoa hậu, á hậu bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Thái Lan năm 2022.
Tuy nhiên, giờ họ lại đang trở thành cặp đôi sở hữu một lượng fan vô cùng hùng hậu và chịu được sức ảnh hưởng không hề thua kém với những cặp đôi đam mỹ ở Tbiz ở trên. Và trên đây là danh sách những bộ phim Girl Love Thái Lan sẽ lên sóng năm 2023. Các cặp đôi được nêu ở trên, phần lớn đông đảo fan hâm mộ không chỉ có riêng gì ở Thái Lan mà còn có cả ở Việt Nam yêu thích và mến mộ nữa nhé. Đến đây, video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.